Lâu rồi mà vẫn chưa có phần 2 anh ạ. Mong anh làm nâng cấp cầu thủ phần 2. Ok, vậy hôm nay sẽ là phần 2 của nâng cấp đội hình full 40 cầu thủ Legendary, bao gồm cả những con hàng mới các bạn nhé. Để xem chỉ số sẽ như thế nào. Bắt đầu nhé. Rồi, thì đây là con ảo của chúng ta nhé. Để mở đầu với phần 2 thì chúng ta sẽ cùng nâng cấp một lúc 5 cầu thủ nhé. Cancelo và Hakimi, cặp hậu vệ cánh. Bên ngoài thì có Theo Hernandez, Van Vecder và Harry Kane nhá. Đây là 5 cầu thủ. Và GK David De Gea nữa là 6. Thì chúng ta sẽ nâng 5 cầu thủ trước nhá. Bắt đầu nào. Ừ chết rồi. Đang định nâng quả fit vàng nhưng mà lại thành nhầm sang quả tách các bạn ạ. Tự nhiên nhầm quả tách vàng thế này thì xác định là Harry Kane xịt rồi. Quay trở lại với fit vàng. Mãi nói qua cuối cùng lại quên. Lại quên đập luôn một quả tách vàng các bạn. Phát này cho Cancelo nè, được 3%. Và Kimi cũng vậy. Nhìn đập những quả fit vàng mà được 3%. Nhìn phê thật sự luôn các bạn. Chỉ hy vọng ước là những con tiền đạo chúng ta đập những quả fit vàng mà được như vậy thì quá là ngon. Những con tiền đạo mà không được full fit các bạn nhá. Còn những con nào mà được full fit thì vào cái gì cũng được, bởi vì đằng nào nó cũng full fit mà. Hakimi của chúng ta thì được 3% rồi. Theo Hernandez thì đã full fit. Khá ok rồi các bạn. Cancelo cũng đã 3% các bạn nhé. Còn Van Vecder nữa. Rồi. Rất là đẹp rồi. Van Vecder cũng đã được 3%. Cancelo 3%. Hakimi full fit. Theo Hernandez full fit. Van Vecder 3%. Harry Kane thì xác định là xịt nhá. Xịt ngay từ lúc đầu mà đập nhầm quả tích vàng rồi. Rồi chúng ta bây giờ bắt đầu chuyển tích nhá. Quả tích xanh. Theo Hernandez vào tắc lên 76 các bạn. Rồi, quả tích vàng. Ba cầu thủ của chúng ta đã mắc rồi. Cancelo thì vào con shot. Hakimi thì vào pass shot. Có Cancelo thì ổn. Tắc của Hakimi thì hơi thấp các bạn. Còn Harry Kane shot cũng không lên được 100. Dừng lại ở 99 các bạn. Theo Hernandez tắc 78. Và quả cuối cùng vào con 82 nhé. Shot của Van Vecder. Tiếp tục là shot 79. Shot 80. Đẹp thật. Được đấy. Tắc mà lên được 80 nữa thì càng đẹp. Nhưng mà chỉ số như thế này cũng rất là ok rồi. Tiếp theo, đó chính là Angel Di Maria. Cầu thủ mà mới được tăng lên vàng ở bản cập nhật vừa rồi nhá. Trước đó thì giảm chỉ số xuống 79. Và sau khi vô địch World Cup cùng Argentina, bây giờ lại quay trở lại chỉ số vàng, đó là 80. Nhưng mà mình nhìn thì chỉ số có vẻ khá là khó được. Thể lực chỉ có 69 thôi, hơi thấp. Giờ bắt đầu nâng cấp nhá. Liệu có được 3% không? Quá khó các bạn. Quá khó để được 3% với Angel Di Maria các bạn nhé. Ai yêu thích thì có thể sưu tầm thôi. Còn để mà nâng đẹp được Di Maria thì quả thực là rất khó khăn. Bây giờ thì mình sẽ nâng David De Gea nhé. Chỉ số GKR với GKH lệch nhau rất nhiều, 9 chỉ số liền. Nên là đập hoàn toàn là hên xui. Không có cách nào cả các bạn nhé. Rồi GKR liên tục luôn. Tiếp
epoxid, GKR95 và GKH80. Quá ảo. Tiếp đến chúng ta sẽ nâng Luka Modric các bạn nhé. Chỉ số 84. Luka Modric thì nâng full fit thì chắc chắn là không thể đẹp được. Chúng ta nên nâng full tech. Còn lại thì qua fit các bạn nhé. Tech thì cũng không phải là full hẳn đâu. Chỉ nâng cho con và pass lên 100. Còn shot và tắc thì lên được điểm nào hay điểm đấy thôi. Còn lại chúng ta sẽ chuyển qua fit các bạn ạ. Để con chúng ta đã lên 100 rồi, rất đẹp. Và tiếp theo, pass cũng đã lên 100. Quá tuyệt vời luôn các bạn ơi. Mình nâng shot lên 80. Đó, đúng là cầu được ông thấy các bạn. Và shot lên 80 luôn. Tắc 75, rất là tròn nhá. Chúng ta chuyển qua fit nào. Đẹp rồi các bạn nhá. Hơi tiếc là thể lực của chúng ta lại không lên được 100. Nếu thể lực lên được 100 thì còn đẹp nữa các bạn. Nhưng mà như thế này cũng rất là ngon rồi. Tiếp đến thì chúng ta sẽ đến với Osimhen. Con hàng này nâng được full fit 100 và shot 100 đây các bạn. Thì sẽ cùng thử xem là làm thế nào để nâng được shot 100 nhá. Mình mới nâng lần đầu nên là chưa biết thế nào cả, nên là cứ nâng đã. Là một quả tích. Quả tích tiếp theo vào shot rồi, 90. Tiếp tục lên 91. Chúng ta đổi sang fit. Quay trở lại tích thì lại dính vào tắc rồi. Và tiếp theo thì shot lên 92. Pass 74. Tắc 38. 39. Pass 75. Căng nhờ. Đập 9 quả tích rồi. Nhưng mà vào shot rất là ít. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang full fit đã nhá. Xem còn thừa bao nhiêu điểm thì chúng ta lại tiếp tục đập tích. Thể lực 98. Quả tách thứ 10. Còn là 80 rồi. Quả tách thứ 11. Shot lên 93. Mình thấy còn thừa khá là nhiều điểm tách. Phát triển fit thì thể lực chúng ta lên 100 luôn rồi. Tách thứ 12. Shot 94. Tách 13, phát 76. Tách 14, shot lên 95. Tách 15, shot lên 96. Tách 16, shot lên 97. Tách 17 thì vào tắc. Tách 18 vào con. Phát tách 19 vẫn vào con. Và phát tách 20 vào phát các bạn ạ. Osimhen của chúng ta dư 20 điểm tách các bạn nhá. Đó, full fit và dư 20 điểm tách. Nên là các bạn muốn ép Osimhen đẹp thì các bạn cứ đập tách cho mình tầm 15 cho đến 18 điểm tách. Nếu như shot lên 100 thì chúng ta giữ nhá. Còn shot không lên được 100 thì chúng ta bán nâng lại. Tiếp đến, đó là con hàng mới Daden Rai các bạn nhá. Cũng mới được tăng chỉ số lên 80. Có thể lực 90 rất là ngon rồi, nên là chúng ta sẽ nâng lên thể lực 100. Còn lại thì chúng ta sẽ chuyển sang tech nha. Phát 91 và tắc 98 rồi. Ta đập luôn vào tách xanh. Quá ngon. Như vậy là tắc của chúng ta đã lên 100 rồi. Thể lực 100 và tắc 100. Quá là lý tưởng với một DM. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại fit để cho tốc độ và tăng tốc nhanh hơn một chút nha. Tốc độ có lên được 80 không? Rồi, rất là ok. Tốc độ lại lên xanh 80 và 81 rồi. Rồi, rất đẹp các bạn nhé. Tiếp theo thì mình tìm ra một CB, đó là Eden Militao. Mình cũng sẽ thử nâng xem là chỉ số như thế nào nhé. Militao thì tăng chỉ số lên 81. Đầu tiên thì chúng ta sẽ full fit trước nhá. Mình qua nhanh thôi, đã full fit rồi. Đó, thể lực của chúng ta đã lên 100. Để xem là còn dư bao nhiêu điểm tách nhá. Một tách đầu tiên vào con. Tách thứ hai cũng vào con. Tách thứ ba vào shot. Tách thứ 7 và tách xanh nhưng mà không vào tắc các bạn. Và 7 với 3 là 10 điểm tách. Phát này thì mới vào tắc lên 90 các bạn. Nếu như mà 10 điểm tách vào tắc cả thì tắc sẽ lên 99 các bạn nhá. Và full fit. Rồi tiếp đến, chúng ta có niềm tự hào của châu Á, Son Heung-min nhá. Để xem hiện tại thì nâng sẽ như thế nào. Chúng ta cũng sẽ nâng 3 đồng 100.
và shot lên càng cao càng tốt nhá. Shot bây giờ chỉ có 84 thôi. Ok, sao mình đã được 3 dòng 100 rồi và sở chờ là 88. Bắt đầu nâng tích. Rồi, shot 86, shot 87. Này, phát đầu tiên đã ngon. Còn 86, shot 88, rất là hay. Shot 89, tuyệt vời. Và shot 90, hay thế nhỉ. Tỷ lệ vào shot khá là nhiều luôn các bạn. Tiếp tục con 88, tiếp tục con 89. Lần này quay lại shot rồi, shot 91 và con 90. Con 91 sắp mắc mất rồi các bạn ơi. Và phát cuối cùng là vào tắc. Chúng ta có con 91 và shot 91. Cũng ổn các bạn nhá, cũng khá là ngon. Và tiếp theo đó là Kevin De Bruyne nhá. Kevin De Bruyne thì nhiều bạn thích nâng tắc, nhưng mà với chỉ số của De Bruyne thì mình thích nâng fit hơn. Bởi vì De Bruyne nâng fit cũng ngon mà nâng tắc cũng ngon. Nếu như mà nâng tắc thì mình sẽ để dành cho các cầu thủ chỉ nâng được tắc thôi. Ví dụ như là Kroos hay là Casemiro. Những cầu thủ đấy chỉ nâng được tech thì mới đẹp, còn nâng fit thì là xấu nhá. Còn De Bruyne thì chúng ta sẽ tận dụng để dành nâng fit thì sẽ đẹp hơn là chúng ta dùng nâng tech. Rồi ok rồi. Sở chờ lên hơi cao mất rồi các bạn ơi. Sở chờ thì lên tầm 90 là đẹp. Mình đã nâng được 3 dòng 100. Còn lại thì chúng ta sẽ chuyển sang tech nhá. Sẽ hơi ít. 395. Tắc 60. Còn 88. Rồi, tắc 61 và shot lên 87. Cũng ok các bạn nhá. Hơi tiếc là sở trở lên hơi cao. Tiếp đến đó là Lisandro Martinez các bạn nhá. CB cũng mới lên vàng sau World Cup 2022 vừa rồi đấy. Và Kelly Walker trước đó thì cũng đã nâng rồi. Liệu bây giờ là có đẹp, có thừa nhiều điểm tích không? Còn Jordi Alba thì mới bị giảm tỷ số xuống còn 80 nhá. Để nâng thử xem là có đẹp được hay không. Rất là hay, quả fit vàng Alba và Martinez này. Chúng ta đã mắc nhá. Nhưng rất đáng tiếc là không được 3 dòng 100, bị thọt mất 2 chỉ số thể lực các bạn. Nhưng mà vẫn được 3 dòng 100 đó các bạn nhá. Vẫn được tốc độ, tâm tốc, thể lực 100. Nếu như mà chúng ta đập thẻ xanh và thẻ trắng. Còn đập thẻ vàng thì tỷ lệ hơi hên xui. Nên là không được 3 dòng rồi. Lisandro Martinez cũng không được full fit các bạn nhá. Chúng ta có 2 dòng 100, thể lực và sở trường. Tốc độ và tăng tốc thì đều là 96. Cũng tạm được thôi các bạn. Chỉ số không quá đẹp. Kelly Walker thì quá ngon rồi. Để xem còn thừa bao nhiêu điểm tích nào. Rồi, Kelly Walker chúng ta đã mắc và thừa 12 điểm tích các bạn nhá. Full fit và thừa 12 điểm tích. Rất là ngon luôn. Tiếp đến thì chúng ta sẽ đến với phó chủ tịch Kylian Mbappe. Sẽ nâng thử xem thế nào nhá. Chuẩn bị ngon rồi các bạn ơi. Mà hơi đáng tiếc là vào tắc hơi nhiều. Tắc trắng nào. Tuyệt vời, shot lên 100. Con này cũng được 5 dòng 100 nhá. Nhưng mà mình sẽ không ép sở trở lên 100 đâu các bạn. Mình sẽ ép vào con. Ok, sở trở chúng ta dừng ở 90. Thể lực là 100 các bạn nhá. Còn con nữa thôi. Và pass 88 rồi. Rồi có tắc xanh. Hay quá. Con chúng ta đã lên 98 rồi. Và pass 90. 391. Hơi đáng tiếc là không được 6 dòng 100 thôi các bạn. 6 dòng 100 thì phải vào tắc cực ít thì mới được. Lại vào tắc rồi các bạn. Một điểm nữa thôi. Và con 392 rồi. Vẫn còn cơ hội. Đổi sang tách xanh nào. Rồi. Quá là đẹp. Chúng ta đã có 5 dòng 100 các bạn nhá. Đó, tuyệt vời. Đây là kiểu MAP mà mình cực thích đây.
mình thích con 100 hơn là sờ trờ 100 các bạn ơi. Sờ trờ chúng ta là 90 và 394. Quá đẹp. Tiếp theo đó là Rimado các bạn nhá. Con hàng mới này lên vàng. Marco Rashford và Trent Alexander-Arnold. Chúng ta có bắt đầu nâng cấp nào. Quả fit vàng. Đều vào tốc độ, tăng tốc và sờ trờ. Rashford và Arnold quá đẹp. Arnold tiếp tục đẹp. Liệu Arnold và Grimaldo có được 3 dòng 100 không? Grimaldo thì được rồi các bạn ơi. Thể lực đã 98 rồi. Quả phít xanh vừa rồi thì lại không vào Grimaldo. Quả này thì Arnold đã được 2 dòng 100. Thể lực 99. Tốc độ 97. Vẫn không vào thể lực. Và tiếp tục sờ trở. Đây thôi. Lần này mới vào đã có 3 dòng 100 nhá. Quá ngon. Tốc độ 98. Như vậy là Arnold vẫn rất đẹp. Đó. Và phía xanh cộng sờ trở và tốc độ Arnold đã rất là đẹp rồi. Còn Grimaldo thì được 3 dòng 100 và sờ trở 90 các bạn nhá. Lên tròn 90 luôn. Cũng rất là đẹp. Rashford thì được full fit rồi. Arnold sờ trờ thì dừng ở 89. Rồi, Rashford thì được 3 dòng 100. Chúng ta chuyển sang tech nhá. Sau 84. Còn 84. Pass 72. 73. Và pass lắm vẫn. Và pass cuối cùng vào con. Con vẫn dừng ở 84. Sau 84 và được 3 dòng 100 các bạn nhá. Đó, cả 3 con đều rất là đẹp. Tiếp đến đó là Van Dijk 84, Thiago Silva mới được tăng chỉ số lên 81 nhá. Và Karim Benzema sắp tới thì có thể sẽ bị xóa khỏi game, hoặc nếu còn thì cũng sẽ bị giảm chỉ số các bạn nhé. Sẽ cùng nâng cấp xem là chỉ số cả 3 con này thì như thế nào. Rồi ok. Karim Benzema đã full fit nhá. Van Dijk thì cũng sắp full fit. Còn Thiago Silva thì không được rồi. Đó, Thiago Silva lại còn không được 2 dòng 100. Chỉ số vẫn rất là xấu. 91, 95 và 97 sờ trờ 100. Còn Van Dijk mấy quả fit nữa. Tăng tốc 97, 98, 99 và 100. Đã full fit rồi. Chúng ta bắt đầu chuyển tech nhá. Cho cả Benzema và Van Dijk. Và tắc trắng đầu tiên thì vào pass của Van Dijk. Tiếp theo đã vào tắc 92. Lại pass 82. Trời ơi, chuyển sang Benzema thì lại dính tắc. Hay quá. Tắc thì phải vào Van Dijk như thế này thì nó mới đẹp. Và tiếp tục dính tắc của Benzema. Van Dijk sắp mắc. Đã vào shot của Benzema 94. Pass cuối cùng. Không tăng chỉ số được các bạn ơi. Vào tắc nhưng không tăng chỉ số. Tắc dừng ở 93 và phun phích. Và tiếp tục vào tắc của Benzema. Vẫn là tắc. Benzema này không được sót 100 rồi các bạn. Hơi khó. Chúng ta sẽ chuyển sang quả tách vàng nhá. Không ăn thua các bạn ơi. Đó, quả tách vàng. Và sót cộng 3 lên 97. Nếu như mà vào sót nhiều hơn thì có thể sót mới lên được 100 thôi. Nhưng mà vào tắc quá nhiều, rất là đáng tiếc. Và tiếp đến chúng ta có Kuta. Mới tăng chỉ số lên 85 này các bạn. Nhưng mà chỉ số lại lệch nhá. Lệch thì chúng ta lại phải hên xui xem có đẹp hay không. Rồi, GKH lên 85 luôn mất rồi. Trời, toàn GKH thế này. Thế này thì lại xịt rồi các bạn. Cứ vào GKH liên tục như thế này thì chịu. Ờ, cơ hội vẫn còn này. GKR 91. Hát cuối này vào GKR thì lại ngon nhá. Nó không vào GKR đâu các bạn. GKH là 95 và 91 và đã xịt tiếp theo. Và như vậy là mình đã nâng cấp khuôn đội hình 40 cầu thủ Legendary. Đó, 11 cầu thủ đội hình chính và 29 cầu thủ ở bên ngoài. Đó là 40 cầu thủ rồi nhá. Bây giờ thì không thể mua thêm cầu thủ nào nữa rồi. Và đến bây giờ thì video cũng khá là dài rồi. Nên là các bạn nào xem đến thời điểm này thì có thể để lại cho mình một đăng ký kênh để mình có động lực ra nhiều những video hay hơn nhá. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình.
và nhớ tham gia group. Mình có để dưới phần mô tả của video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Bye bye.